Sibo 99 đầu 32, hải quan chính ngạch. Con này đang đeo biển số đẹp nha mọi người. 02525 670-2525. Mình dọn full mới sạch đẹp từ trong ngoài. Đồ ghim nhiều, bít xe, máy rất ngon. Quá ghê gớm. Xe này là 99 đầu 32, hải quan chính ngạch. Con này mình dọn full mới sạch đẹp từ trong ra ngoài, máy rất là ngon. Xe cũng đang đeo biển số đẹp nha mọi người, 67M102525. Con này thì mình sơ lược qua đầu gin cho anh em cái nha. Thứ nhất là áo gin xịn hàng đô. Thứ hai là bô gam 99 theo xe á, mà bô gam này thì mình có giảm phớt lại rồi nha. Cái nào anh em nếu mà theo dõi kênh bên mình á thì đánh mình mua bán mình hay nói rõ để anh em khỏi mất công soi mối cái xe nó lâu. Coi xe nó lâu hoặc là dạng như là đồ gin này đồ gin nọ rồi, mình liệt kê thẳng ra luôn để anh em ngay từ lúc mà coi cái clip này thì đã có thông tin rồi. Anh em xuống nghía cái đúng đồ là quất cho nó mau lẹ. Rồi, thứ nhất là bô gam 99 có giảm phớt. Xe này thì mình dọn full mới sạch đẹp, tăng lan 0202 cạnh vuông bản lớn á, tăng lan gin đó nha. Cụm gin chữ nổi theo xe cũng còn nè, gù gam còn. Xe này thì mình dọn lồng gin mới nha các bạn. Lồng gin mới hàng xịn của Indo á, loại 8 triệu mấy cái. Chứ còn mà mấy cái lồng lô bỏ vô anh em kéo chừng trăm là lúp bơi mẹ nó rồi, lúc đó mất công mấy ông dẫn xe là tới cửa nhà chửi tôi nữa. Mấy môn đó thôi tôi không có chơi. Mấy môn đó là tôi né né ra luôn là cho nó khỏe. Nói chung là mình dọn đồ cũng phải tới xe, tại vì xe 120 là cái nhất, cái thứ hai là biển số đẹp. Đúng lý ra đối với những cái xe như thế này nè, mình sẽ dọn đồ full đồ gin cọp hết cho các bạn, nhưng mà sợ các bạn ngán tiền. Tại vì bản thân những cái xe như thế này á thì giá bán đã có kèm cà phê biển số đẹp rồi. Đó thì khi mà quýnh full đồ gin vô như bô gam cọp và tăng lan 99 theo xe rồi lồng lỗ theo xe đồ này kia nó khá lả, cho nên nó sẽ nâng cái giá lên khoảng 50-60 triệu nữa thì anh em rất ngán. Nên mình dọn có nghĩa là ở một cái mức độ vừa phải để anh em cân nhắc tài chính chơi nó dễ chịu một chút. Còn anh em nào cái đô cao có nhu cầu thì mình cứ nâng cấp đồ lên thôi. Nâng cấp đồ lên thì ở cửa hàng lúc nào cũng có đồ để anh em nâng cấp lên, nói chung là ngất ngưỡng luôn, thành một cái xe cọp thì cọp. Cái đó chuyện này rất bình thường lắm. Còn con này thì máy rất ngon. Dọn từ trong ra ngoài mà xe rất là sạch, rất là thẳng, rất là đẹp. Có nghĩa là dọn full mới sạch đẹp mà đồ gin nhiều bít xe. Đối với anh em mình chơi mấy cái xe như thế này thì nó phê. Cái thứ nhất là biển số nó cũng đẹp nữa. Cái thứ hai là đồ gin nó nhiều. Có nghĩa là bô gam mình cũng có, tăng lan gin theo xe mình cũng có, áo gin mình cũng có, cùm gin hàng Malaysia chữ nổi mình cũng có, gù gam mình còn, heo vọng đồ gin hết. Nói chung là xe dọn rất là bắt mắt. Rồi anh em cân nhắc được thì liên hệ bên cửa hàng nha. Còn bên mình thì luôn luôn đối với những cái xe mà các bạn xem clip á, là luôn luôn có bao thay màu áo, bánh căm, bánh mâm, giá trị tương xứng là cửa hàng sẽ thay cho các bạn miễn phí. Cái thứ hai là đối với những cái xe có đang đeo biển số thì có hỗ trợ góp nếu như khách cần. Cái thứ ba là cái xe này là biển số đẹp nên giá bán có kèm cà phê biển số đẹp, anh em cân nhắc nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip. Thank you.
không. Yeah, Motor thùng 6737 37 Sibo 99 đầu 37 hải quan chính ngạch. Xe nguyên zin, máy chưa trẻ đầu nguyên zin. 6737 22 25 625 Sibo 99 đầu 35 hải quan chính ngạch, dọn full mới xịn đẹp đồ zin nhiều bích xe, biển số 67N11138 38. Sibo 99 đầu 32 hải quan chính ngạch, dọn full mới xịn đẹp đồ zin nhiều bích xe, biển số 67M10252525. Yeah.